Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Việt Nam TV. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin quân sự mới nhất. Báo Mỹ nói về nhược điểm chí mạng của quân đội Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, quân đội Trung Quốc được coi là một trong những khu vực hủ bại nghiêm trọng nhất. Hiện tượng mua quan bán chức trở nên phổ biến. Tạp chí Lợi ích Quốc gia tại Mỹ mới đây có bài viết chỉ ra, bê bối mua quan bán chức trong quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc cho thấy, trong hệ thống quân đội nước này, tiêu chuẩn để có được chức vị cao không phải là do năng lực quyết định, mà là dựa vào tài lực. Ngày 14 tháng 7 vừa qua, tạp chí National Interest đưa tin bê bối mua quan bán chức trong quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc cho thấy, trong hệ thống quân đội, tiêu chuẩn để có được chức vị cao không quyết định bởi năng lực, mà là dựa vào tiền nhiều hay ít. Tờ Hoa Nam Tào Báo SCMP tại Hồng Kông đưa tin, hơn 70 quan chức cấp cao đương chức và nghỉ hưu bị giáng cấp do hối lộ mua quan. Trong danh sách này có một tướng lĩnh cấp cao và hai trung tướng. Bản tin nói rằng họ có liên quan đến cựu tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc, Phòng Phong Huy, người đang ngồi tù vì tham nhũng. Một người là thế hệ đỏ thứ hai, từng công tác trong hệ thống quân đội Trung Quốc tiết lộ với tờ Export Times rằng thông tin cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn bị giáng cấp là đáng tin cậy. Tình hình mà tôi biết được là toàn quân đội có hơn 70 vị tướng lĩnh bị xử phạt giáng cấp vì mua quan bán chức, giống như là Cốc Tuấn Sơn. Chỉ riêng quân khu Bắc Kinh đã có tới hơn 40 người. Có người bị giáng cấp rất mạnh, từ chính quân, thông thường mang hàm thiếu tướng, giáng xuống chính doanh, quân hàm thường là trung tá hoặc là thiếu tá. Tờ Washington Post trích dẫn lời của một quan chức hải quân Trung Quốc đã nghỉ hưu nói rằng hầu hết các quan chức cấp cao bị giáng cấp đều liên quan đến Phòng Phong Huy và đều là chức vụ chính ủy hoặc hậu cần. Sự phạt mới nhất này cũng là nương tay, họ đều không bị tống vào tù, họ đều là thuộc cấp của Phòng Phong Huy và Phòng Phong Huy lại là người dưới trướng Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu. Một nguồn tin khác nói với Washington Post rằng trong số đó có 44 người thuộc quân khu Bắc Kinh. Từ năm 2007 đến năm 2012, Phòng Phong Huy đảm nhận chức tư lệnh viên quân khu Bắc Kinh. Những người này hối lộ Phòng Phong Huy để được thăng chức, một số người khác thì hối lộ sau khi Phòng Phong Huy được thăng chức làm Tổng Tham mưu trưởng. Tạp chí National Interest phân tích, quân đội Trung Quốc bắt đầu từ nông dân, trải qua chặng đường lâu dài. Đến ngày nay, quân đội Trung Quốc tuyên bố có được vũ khí công nghệ cao, nhưng nhược điểm chí mạng của họ vẫn là sự hủ bại. Quân đội Trung Quốc nói họ là bộ đội tác chiến, Tràng Băng nói họ là một doanh nghiệp. Quân đội có nhà máy, bệnh viện, bất động sản, tất cả những thứ này đều tạo cơ hội cho tham nhũng hủ bại nảy sinh. National Interest trích dẫn một bài bình luận nói rằng ngay cả người nhập ngũ tòng quân cũng phải thường xuyên chi tiền, đặc biệt lại là ở các vùng nông thôn. Đi lính được cho là một chức nghiệp có tiền đồ và là con đường thoát khỏi nghèo khó. Một phóng viên đóng giả có con đi lính để hỏi về giá cả và được báo giá là 80.000 nhân dân tệ đến 90.000 nhân dân tệ, khoảng 11.600 đô la đến 13.800 đô la. Đương nhiên, giá cả bao nhiêu cũng tùy thuộc vào việc tìm được các cửa khác nhau. Hối lộ quan chức cấp cao để được thăng chức, đây dường như là điều thường thấy trong quân đội Trung Quốc. Theo tin đồn được lan truyền, mua quan bán chức trong quân đội là giá thật và công khai. Thiếu tướng từ 5 triệu tệ đến 10 triệu tệ, trung tướng từ 10 triệu tệ đến 30 triệu tệ. Ngoài ra, còn có cạnh tranh khi có người trả giá cao hơn. Từng có thiếu tướng quân khu vì muốn tăng hàm trung tướng nên đã hối lộ 10 triệu tệ và được cấp trên gật đầu. Nhưng không ngờ đã bị thiếu tướng khác trả giá 20 triệu tệ để giành lấy. Cuối cùng, người trả giá cao sẽ được. Năm 2012, sau khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền, đã phát động phong trào chống tham nhũng trong quân đội. Theo truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa tin, trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2017, đã có hơn 13.000 quan chức quân đội bị trừng phạt về tham nhũng. Trong thời gian mà Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng ngã ngựa, hơn 100 quan chức bị điều tra xử lý, trong đó phần lớn là người thân tín của hai người này. Trong đợt thanh trừng tiếp sau đó, vai trò của Phòng Phong Huy và Trương Dương cũng tương tự như Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng. Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tổng Chính trị, Quân khu Bắc Kinh, Quân khu Quảng Châu mà Phòng Phong Huy và Trương Dương từng chủ quản đều trở thành những nơi bị can quét nặng nề bởi chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.